Rồi, chúng ta sẽ làm bài tập vô cơ 02 câu 1. Đề cho như sau. Cho 7,74 g hỗn hợp gồm hai kim loại magie và nhôm. Tác dụng với hai axit này thì thu được dung dịch A. Và chừng này lít khí hydro đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có sơ đồ phản ứng. Đó là gì? Đó là kim loại magie và nhôm. Magie này, nhôm này. Để tác dụng với hai axit là HCl và H2SO4. Để chúng ta thu được muối. Muối đây thu được là gồm có muối của magie MgCl2, MgSO4. Muối của nhôm AlCl3, Al2SO4 tất cả 3. Cộng cho hydro. Được chưa? Ở đây mình tính được cho thầy số mol HCl là bằng 0,5 này. Mol H2SO4 là 0,5 nhân 0,28 bằng bao nhiêu? Không phải 14. Được chưa? Ở đây tổng khối lượng của hai thằng này là 7,74 g. Rồi, tính mol hydro luôn đi. 0,39 mol. Rồi bạn nghe kỹ. Điều cầu chúng ta tính muối thì nhiều bạn nghĩ tới bảo toàn khối lượng. Nhưng mà trước khi bảo toàn khối lượng thì mình kiểm tra thử axit chúng ta vẫn còn hay là hết. Hiểu không ạ? Đây, qua này. Ở đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có mol hydro ở phía trái. Mol nguyên tử hydro phía trái là bằng mol HCl cộng cho mol H2SO4. Trong này có một hydro và trong này có hai hydro. Rồi, em kiểm cho thầy mol hydro ở phía phải luôn. Mol hydro phía phải là bằng 2 lần mol H2. Là bằng 2 nhân cho 0,39. Đây là 0,78. Rồi, mol HCl chúng ta là 0,5 này. Cộng cho 2 nhân cho 0,14 này. Thì đây bằng bao nhiêu vậy? Cũng là 0,78 luôn đúng không? Điều này chứng tỏ là trong trường hợp này axit chúng ta không dư. Từ hai điều này suy ra HCl và H2SO4 phản ứng hết. Tức là không có chất nào dư cả, hiểu chưa? Và khi đó chúng ta mới đi bảo toàn khối lượng để tính khối lượng muối, thế thôi. Cái đó mình đi bảo toàn khối lượng này. Ta lấy khối lượng của magie và nhôm cộng cho khối lượng HCl cộng cho khối lượng H2SO4 bằng khối lượng của muối cộng cho khối lượng H2 tương đương 7,74. HCl là 36,5 nhân cho 0,5 cộng cho H2SO4 của chúng ta là 98 nhân cho 0,14 bằng muối đang tìm. Được chưa em? Cộng cho hydro. Được chưa? Hydro ở đây của chúng ta là 0,39 nhân 2. Tính cho thầy m muối bằng bao nhiêu? Tính bằng bao nhiêu Long à? Dạ, để em xin. Dạ 23,93. Có tính lộn không?
Tính lại một lần nữa đi. Ba tám phẩy chín ba, em tính nhầm chỗ nào rồi? Được chưa? Được chưa em ơi? Rồi bạn nghe kỹ. Khi chúng ta tính được thằng này rồi, cái B này cho dung dịch A đi tác dụng với NaOH và giờ yêu cầu chúng ta là tính thể tích dung dịch NaOH cần dùng để thu được cái tủa lớn nhất và tính khối lượng cái tủa đó. Rồi bạn nghe kỹ. Trong bài này mình hơi bị khó luôn, bởi vì trong này chúng ta có rất là nhiều phản ứng. Được chưa? Thì bây giờ thầy sẽ xử lý cho bạn như sau. Bạn nhìn nè. Bây giờ ở đây chúng ta có tất cả là hai phương trình của kim loại, đúng không? Một kim loại thì có hai phương trình với axit. Vậy đây chúng ta có tất cả là bốn phương trình. Cái bên này, cái bên chúng ta ghi lại phương trình này. Mình có MG này cộng cho HCl trước đây ha. Tạo thành MgCl2 cộng cho H2. Các bạn đây là 2. Tiếp tục MG cộng cho H2SO4 để biến thành MgSO4 cộng cho H2 nhôm cộng cho HCl để tạo thành AlCl3 cộng cho H2. Tiếp tục nhôm cộng cho H2SO4, ok chưa, để tạo thành AL2SO4 tất cả 3 cộng cho H2. Được chưa em ơi? Được chưa nào? Bây giờ này, ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây mình sẽ gọi này, mình sẽ gọi số mol của MG là x mol và mol của nhôm là y mol. Như vậy trong cái phương trình thứ nhất này, ở đây chúng ta có tất cả là bốn phương trình, đúng không ạ? Như vậy đây mình sẽ đặt thằng này là x1, thằng này là x2. Với x1 cộng x2 thì đúng bằng x. Được chưa em? Rồi, thì đặt đây là y1, đây là y2. Với y1 cộng y2 đúng bằng y. Gì nữa? Hiểu bạn ơi. Rồi, cái đó mình chuyển cái số mol này sang cho này. Sang cho muối, đây là x1. Đây là x2. Đây là x1, x2. Đây là y1. Đây là 0,5 y2. 1,5 y1 và đây 1,5 y2. Nhiệm vụ của bạn là phải đi giải mã tìm mất đi. Được chưa? Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ có nè. Em có là khối lượng của hỗn hợp sẽ bằng khối lượng của magie cộng khối lượng của nhôm, đúng không? Thế để cho là nó bằng 7,74 gam, ok chưa? Magie của mình là 24, nhôm của mình là 27, 7,74. Cái tiếp theo là mình dựa vào mol hydro có này. Chúng ta nhìn mol hydro nha, 0,39 nè. Được chưa? Mol hydro là bằng x1 cộng x2, mà x1 cộng x2 thì đúng bằng x. Được chưa em? Mol hydro này là bằng x này cộng cho 1,51 cộng 1,52, đưa 1,5 ra thừa số chung thì bây giờ nó là bằng 1,5 y và bằng 0,39. Ở đây em đi bấm máy tính để em tìm x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Tính giúp thầy đi. Em biết bấm này Nguyên ơi. Biết bấm không? Dạ, Không phải mười biết hai sơ sơ thôi. và không phải 18, vậy thôi. Đây bấm về bình thường thôi mà, biết bấm chứ gì? Chúng ta bấm giờ chỗ đồ dễ hệ này, nhập trước x, trước y và sau cho bằng. Trước x này, trước y này, sau cho bằng này.
Trước trước đây sao cho bằng này, ok chưa? Rồi, 0,12 và 0,18. Rồi ok. Bây giờ chúng ta mới có này, nghe chị. Bây giờ người ta cho là dung dịch A đi tác dụng với NaOH đúng không? Người ta kêu là thể tích NaOH cần dùng để thu được cái tụ lớn nhất. Chúng ta nghe chị. Trong khi đó chúng ta có phương trình tiếp theo này. Ở đây mình có tất cả là bốn phương trình nữa. MG CL2 chúng ta đi cộng cho NaOH để tạo thành MG OH2, cái tủ màu trắng, cộng cho NaCl. Đây là phương trình 5. Tiếp tục MG SO4 cộng cho NaOH để tạo thành MG OH2, cái tủ màu trắng, cộng cho Na2 SO4. Đây là phương trình 6. AlCl3 và Al2 SO4 tác dụng là rồi cộng cho NaOH để tạo thành AlOH 3 lần, cái tủ màu trắng, cộng cho NaCl. Cân bằng này là 3, đây là 3. Tiếp tục Al2 E4 tất cả 3 đi tác dụng với NaOH để tạo thành AlOH tất cả 3, cái tủ màu trắng, cộng cho Na2 SO4. Đây là phương trình 8. Cân bằng thì đây là 6. Đây là 2 và đây là 3. Chúng ta nghe kỹ. Số mol thằng này là x1, x2, x3, xin lỗi, đây là y3, y1 và đây là y2. Mình chuyển mol qua đây thì đây là x1 này. Đây là không, đây là x2 đúng không? Đây là y1 và đây là 2y1. Xin lỗi, đây là 0,5y2. Thì đây là y thôi. Được chưa em ạ? Rồi, nhiệm vụ của em đó là gì? Chuyển mol sang NaOH. Vì yêu cầu chúng ta là gì? Chúng ta nghe kỹ nha. Để thu được cái tụ lớn nhất, đúng không? Thì thể tích NaOH cần dùng bao nhiêu? Cho nồng độ là 2m rồi. Nghe. Để thu được cái tụ lớn nhất thì chúng ta biết là cái tụ lớn nhất ở đây thì AlOH 3 lần chúng ta là chất lượng tính. Chất lượng tính này nó không tan trong NaOH, em hiểu không? Em hiểu thầy đang nói gì không ạ? Được chưa? Như vậy đây là 2x này, 2x1 này, 2x2 này. 3y1 này, 0,5 nhân 6 là 3y2 này, được chưa? Chúng ta lập luận cho thầy như sau: để có cái tủa lớn nhất từ khi và trừ khi AlOH 3 lần không tan trong NaOH, được không em? Nếu mà nó tan trong NaOH thì khi đó chúng ta đặt cái tủa nhỏ nhất rồi, hiểu không? Rồi, cái đó mình có như sau. Mol NaOH này bây giờ là bằng 2x1 cộng 2x2 cộng 3y1 cộng 3y2. Đã vào hai từ số chung x1 cộng x2, được chưa? Ba từ số chung y1 cộng y2. Đã vào hai nhân cho x1 cộng x2 là bằng x này, nãy mình quy định rồi này, bây giờ như vậy nó là 0,12 và 0,18 là bằng bao nhiêu em? Ở đây là bằng 0,78 đúng không em? Rồi, như vậy khi đó chúng ta sẽ tính được thể tích dung dịch NaOH. Bây giờ em sẽ lấy mol chia cho nồng độ mol. Mol là 0,78. Nồng độ mol thì bà cho như bằng 2 đúng không ta? Đúng rồi, nồng độ mol là bằng 2. Thế ở đây bằng 2. Thì đây nó bằng 0,39 lít. Được chưa? Tuy nhiên bạn biết là cái câu hỏi này người ta có thể là gì? Để được cái có cái tủa nhỏ nhất người ta vẫn có thể nói. Do đó đây thầy xét thêm một trường hợp nữa. Để có
Cái tủa nhỏ nhất khi và giờ khi ALOH 3 lần tan trong NaOH. Được chưa em? Cái đó nó tủa mà nhỏ nhất. Được chưa? Cái đó mình sẽ có này, ALOH 3 lần của chúng ta sẽ được tác dụng bởi NaOH để tạo thành NaAlO2 cộng 2 nước. Đây là phương trình số 9. Đây, ALOH 3 lần của chúng ta là Y1 cộng Y2. Thì ghi nhầm em nha. Là Y1 cộng Y2. Y1 cộng Y2. Thì chuyển qua NaOH của chúng ta là Y1 cộng cho Y2. Cái đó, mol NaOH bây giờ chúng ta sẽ lấy tất cả các phương trình luôn, từ phương trình 5 cho đến phương trình 9. Được chưa em? Phương trình 5 này, 2x cộng 2y. Đây, 2x cộng 2x1 cộng 2x2 này, cộng 3y1 này, cộng 3y2 này, cộng y1 cộng y2 này. Được chưa? Thì cái đó mình sẽ thành gì? 2 x1 cộng x2. 3 này là 4 này, 4 y1 cộng y2 gom lại luôn nha. Với y1 cộng y2 của chúng ta đây. Y1 là x1 cộng x2 là bằng bằng x và bằng 0,12. Y1 cộng y2 là 0,18. Cái đó mình thấy vô. 2 nhân cho 0,12 cộng 4 nhân cho 0,18. Và bằng bao nhiêu em? Không phải 96. Được chưa em ạ? Mon. Cái đó chúng ta tính được về dung dịch NaOH. Lấy mon chia cho nồng độ mon. 0,96 chia cho nồng độ mon ở đây là 2 và bằng 0,48 m. Em hiểu không ạ? Ở đây để có thể hỏi thêm. Đó. Rồi điều cầu chúng ta là gì? Đây nè. Điều cầu chúng ta là để thu được cái tủa lớn nhất. Được chưa? Và điều cầu chúng ta là gì nữa? Tính khối lượng cái tủa đó. Như vậy trong trường hợp này chúng ta mới tính được NaOH thôi. Được chưa? Ở đây bước này mình bổ sung em nha. Đây là thầy cho là A đi. Thì bổ sung thêm A nữa. Điều cầu chúng ta tính tủa nữa mà. A đây. Chúng ta bổ sung. Khối lượng tủa bây giờ là bằng khối lượng của MgOH2 cộng cho khối lượng ALOH3. Rồi, nghe kỹ. Rồi, MgOH2 chúng ta số mol là x cộng y. ALOH3 lần là, xin lỗi, x cộng x1 cộng x2. Y1 cộng y2. Mà lớn này bao nhiêu em ơi? 24 này. 17 nhân 2 này. Nhân cho x1 cộng x2 này. Cộng cho 27 này. Cộng 17 nhân 3 này. Được chưa? Y1 cộng Y2 này. Rồi. Tính đi. 24 cộng 17 nhân 2 là 58 này. Mà x1 cộng X2 tức là x. Mở chúng ta này tính rồi. 0,12. Đây là 78 này. Nhân cho 0,18 này. Được chưa em? Ở đây mình tính được là bằng 21 gram này. Rồi. Tương tự vậy. Tương tự vậy, để có thể yêu cầu chúng ta là tính tủa, được chưa? Nếu mà yêu cầu chúng ta tính tủa, khi nào hát chúng ta nhận giá trị cái tủa nhỏ nhất, thì cái tủa nhỏ nhất trong trường hợp này, đó là khối lượng tủa của MgOH2. Được chưa em? Em lấy 58 này, nhân cho x1 cộng x2 này. Hiểu không ạ? Đây này. Cái tủa nhỏ nhất thì ở đây tại 7 và 8 này. Thì cái tủa ALOH 3 lần của chúng ta đã tan hết trong NaOH rồi. Được chưa? Tan hết trong NaOH thì bây giờ nó chỉ còn tủa của MgOH 2 lần thôi. Rồi, 78 cá nhân cho x1 cộng x2. 58 này. X1 cộng x2 là 0,12 này. Bao nhiêu? Ở đây thì tính được là bằng 6,96 gram. Được chưa? Coi kiến gì câu này không?
Hai thầy. Rồi hỏi. Ở đoạn phương trình số 9 mono h không phải là 3y1 cộng 3y2 thầy. Cái gì em ơi? Nào h đây bạn hiểu nè. Nào h có nghĩa là đây là lượng nào h phản ứng với mấy thằng này. Sau phần này cái tụ của chúng ta tiếp tục tác dụng với nào h chứ không phải nào h. Nào h đâu có sinh ra đâu, nào h là lượng tham gia phản ứng mà. Nào h là do này đẩy sang này. Chứ không phải em lấy hai này cộng lại đâu, hiểu không ạ? Dạ. Rồi, Uyên hỏi gì Uyên ơi? Dạ không thầy. Hiểu 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 chưa? Bài này là nếu mà mình không có đặt đấy một cái hai á thì bài này mình khó xử lý lắm. Và chúng ta khi gặp cái bài tập mà hỗn hợp tác dụng hỗn hợp kiểu như thế này, bạn nghe thầy nói nha. Thì chúng ta cứ đặt đây này. Chúng ta cứ đặt đây là x thì nó sẽ bằng x1 cộng x2, y bằng x1 cộng y2. Sau đó là trong quá trình mình biến đổi là x1 với y2 chúng ta sẽ từ về x và y1 cộng y2 từ về y. Tức là nó sẽ có biểu thức điểm thật trả về. Cụ thể như mình thấy này. Hai này cộng lại thì đúng bằng x này đúng không? Hai này cộng lại đúng bằng y này đúng không? Kiểu gì nó cũng trở về cái giá trị y thôi. Và nhiệm vụ chúng ta là đi tính y, tính x và tính y, chứ không cần tính x1, x2, y1, y2. Ok chưa? Mấy bài kiểu này sau này mới được đụng nhiều lắm. Và đây là cách làm theo kiểu cấp 2. Cách làm theo kiểu cấp 3 cũng được. Nhưng mà trong cái bài toán này chúng ta đi thi là chúng ta đi thi 9 lên 10. Thì chúng ta phải dùng kiến thức lớp 9, không được dùng cao hơn.